tăng cường trừng phạt đồng minh Belarus của Nga. Các nước Liên minh châu Âu, EU đã nhất trí áp lệnh trừng phạt mới đối với Belarus, đồng minh của Nga, nhằm hạn chế khả năng Moscow có thể lách lệnh cấm vận. Tuyên bố của Liên minh châu Âu cho biết, Hội đồng đã chính thức thông qua các biện pháp hạn chế nhắm vào nền kinh tế Belarus, với lý do chế độ này có liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine. Tuyên bố cho biết, các biện pháp toàn diện này nhằm mục đích phản ánh một số hạn chế đã được áp dụng đối với Nga, và từ đó giải quyết vấn đề lách luật xuất phát từ mức độ hội nhập cao hiện có giữa hai nền kinh tế đồng minh Nga và Belarus. Phía Liên minh châu Âu tuyên bố, các biện pháp đã được thống nhất sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Belarus, và châu Âu đang mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với hàng hóa và công nghệ tiên tiến, cũng như siết thêm các hạn chế xuất khẩu đối với những hàng hóa có thể góp phần nâng cao năng lực công nghiệp của Belarus. Những hạn chế hơn nữa cũng được áp dụng đối với việc xuất khẩu hàng hóa và công nghệ hàng hải, cũng như hàng hóa xa xỉ sang thị trường Belarus. Về nhập khẩu, sẽ bị cấm nhập khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp, mua hoặc chuyển nhượng vàng và kim cương từ Belarus, cũng như khí heli, than đá và các sản phẩm khoáng sản, bao gồm cả dầu thô. Biện pháp trừng phạt tiếp theo sẽ được bổ sung bằng lệnh cấm xuất khẩu mới đối với hàng hóa và công nghệ phù hợp để sử dụng trong ngành lọc dầu và hóa lỏng khí đốt tự nhiên. Liên minh châu Âu ra lệnh cấm cung cấp một số dịch vụ nhất định cho Belarus, bao gồm chính phủ, cơ quan công quyền, tập đoàn hoặc cơ quan của nước này và cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào thay mặt hoặc theo chỉ đạo của họ. Cụ thể là các dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán theo luật định, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý, cũng như dịch vụ quan hệ công chúng. Châu Âu đang mở rộng lệnh cấm vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ trong lãnh thổ EU, bằng xe kéo rơ móc và semi rơ móc được đăng ký tại Belarus, kể cả khi được vận chuyển bằng xe tải đăng ký bên ngoài Belarus. Để giảm thiểu nguy cơ lách luật, các nhà khai thác Liên minh châu Âu do thể nhân hoặc pháp nhân Belarus sở hữu từ 25% trở lên, phải bị cấm trở thành công ty vận tải đường bộ hoặc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ trong Liên minh, kể cả quá cảnh. Quyết định trừng phạt Belarus yêu cầu các nhà xuất khẩu châu Âu phải đưa vào hợp đồng tương lai của họ cái gọi là điều khoản cấm Belarus. Qua đó họ cấm tái xuất khẩu sang Belarus hoặc tái xuất khẩu để sử dụng ở Belarus các hàng hóa và công nghệ nhạy cảm, hàng hóa liên quan chiến trường, vũ khí và đạn dược. Cũng để giảm thiểu rủi ro gian lận, Liên minh châu Âu sẽ cấm quá cảnh qua lãnh thổ Belarus các hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, hàng hóa và công nghệ có thể góp phần nâng cao sức mạnh quân sự và công nghệ của Belarus hoặc phát triển lĩnh vực quốc phòng và an ninh của nước này. Đồng thời, cũng sẽ cấm hàng hóa có thể góp phần nâng cao năng lực công nghiệp, sản phẩm và công nghệ của Belarus để sử dụng trong ngành hàng không hoặc vũ trụ, cũng như vũ khí xuất khẩu từ Liên minh châu Âu. Ngoài ra, để giúp chống lại việc tái xuất khẩu hàng hóa chiến trường được tìm thấy ở Ukraine hoặc quan trọng đối với sự phát triển của các hệ thống quân sự của Nga, Liên minh châu Âu đã có quyết định rằng các nhà khai thác châu Âu bán hàng hóa chiến trường đó cho các nước thứ ba sẽ cần phải thực hiện các cơ chế thẩm định có khả năng xác định và đánh giá rủi ro khi tái xuất khẩu sang Nga và giảm thiểu rủi ro. Các công ty mẹ của châu Âu sẽ được yêu cầu thực hiện những nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng các công ty con ở nước thứ ba của họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào dẫn đến kết quả mà các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn. Gói trừng phạt mới nhất này cũng bao gồm các biện pháp cho phép các nhà khai thác châu Âu yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cá nhân và công ty Belarus gây ra do việc thực thi các biện pháp trừng phạt và tước quyền sở hữu. Trước đó, Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 28 tháng 6 đã ra quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế đối với 2 cá nhân và 4 thực thể, với lý do phải chịu trách nhiệm về các hành động phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Theo đó, cá nhân bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản, trong khi các công dân cũng như công ty châu Âu bị cấm cấp vốn cho họ. Ngoài ra, các cá thể và thực thể còn phải chịu lệnh cấm du lịch, ngăn cản nhập cảnh hoặc quá cảnh qua các lãnh thổ châu Âu. Nhìn chung, các biện pháp hạn chế của Liên minh châu Âu đối với các đối tượng bị cho là có liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện áp dụng đối với hơn 2.200 cá nhân và tổ chức. Đức xuất khẩu 2/3 lượng vũ khí đến Ukraine trong nửa đầu năm 2024. Trong vòng hơn 6 tháng, kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 6 năm nay, Đức đã phê duyệt xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 7,48 tỷ euro, tương đương 8,01 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, xuất khẩu vũ khí của Đức đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 12,2 tỷ euro, chủ yếu do các cam kết với Ukraine để bảo vệ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Trong đó, khoảng 6,44 tỷ euro giấy phép xuất khẩu được cấp năm ngoái là cho vũ khí chiến tranh và 5,76 tỷ euro cho các thiết bị quân sự khác, bao gồm cả xe bọc thép.
xuất khẩu tăng vọt diễn ra bất chấp Thủ tướng Olaf Scholz cam kết sẽ hạn chế việc cung cấp vũ khí khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2021, đặc biệt là đối với các thành viên ngoài Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Số liệu thống kê cho thấy, gần 2/3 lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm nay là đến Ukraine. Tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức sang Kiev đạt mức cao kỷ lục 4,88 tỷ euro trong nửa đầu năm nay. Xung đột Ukraine và việc tăng doanh số bán sang Ả Rập Xê Út đã giúp kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức đạt 60% tổng giá trị của cả năm ngoái và tăng 30% trong 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Giá nhà ở Australia cao chưa từng thấy. Giá nhà tại Sydney, một trong những thành phố lớn nhất tại Australia, đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 6. Nhu cầu cao và nguồn cung thấp là những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản Australia không bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường lãi suất cao. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn bất động sản CoreLogic Inc, giá nhà trung bình tại Sydney tăng 0,5% trong tháng 6 lên mức cao kỷ lục 1,17 triệu đô la Australia, khoảng 780.000 đô la Mỹ một căn. Trong khi đó, giá nhà tại Perth, thủ phủ bang Western Australia tăng 2%, giá nhà Brisbane, thủ phủ bang Queensland tăng 1,2%. Melbourne và Hobart là hai thành phố duy nhất trong số 8 thành phố thủ phủ bang ở Australia ghi nhận giá nhà giảm. Riêng giá nhà tại Perth tăng gần 27% trong 12 tháng qua, tương đương tăng gần 1.000 đô la Mỹ một ngày. Đây là nơi có mức tăng giá nhà mạnh nhất trong số các thành phố thủ phủ bang ở Australia. Tính chung, giá nhà tại các thành phố lớn nước này tăng 0,7% trong tháng 6. Indonesia mạnh tay áp thuế hàng hóa Trung Quốc. Indonesia cho biết nước này sẽ sớm áp dụng mức thuế nhập khẩu lên tới 200% đối với hàng hóa Trung Quốc để giảm thiểu tác động của cạnh tranh thương mại đang diễn ra giữa hai siêu cường. Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan hồi cuối tháng 6 cho biết chính sách này sẽ có hiệu lực sau khi quy định liên quan được ban hành. Theo Bộ trưởng, cạnh tranh thương mại đang gây ra tình trạng dư cung ở Trung Quốc, dẫn tới việc nước này chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác như Indonesia. Đồng thời lưu ý rằng thuế quan đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất sẽ dao động từ 100 đến 200%. Bộ Thương mại đang xây dựng dự thảo quy định mới về những phương án áp thuế nhằm giải quyết những lo ngại của các bên liên quan về sự bất cập của những quy định trước đó, liên quan đến việc bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương khỏi làn sóng sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Theo Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan, quy định số 37 năm 2023 của Bộ trưởng Thương mại đã thiết lập biện pháp kiểm soát hàng hóa nhập khẩu thông qua cơ chế kiểm tra tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có nhiều diễn biến mới nên cần phải xây dựng cơ chế quản lý kinh tế phù hợp hơn nhằm đảm bảo lợi ích của ngành sản xuất trong nước và tránh tác động của cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn. Sản xuất Trung Quốc tăng cao nhất hơn 3 năm. Theo số liệu của S&P Global, trang tin tức tài chính hàng đầu Trung Quốc, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm. Mức này tăng so với tháng trước đó, vượt dự báo và cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Chỉ số này đã đi lên 8 tháng liên tiếp. Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chạm đỉnh 2 năm trong tháng 6. Số đơn hàng trong nước và quốc tế cũng tăng. Tuy nhiên, mức tăng chậm hơn so với chỉ số chung. Báo cáo cho thấy nhu cầu hàng hóa tiêu dùng và trung gian hiện mạnh hơn so với máy móc, thiết bị. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chật vật lấy lại vị thế trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản đã kéo dài 3 năm. Gói giải cứu mới nhất công bố tháng 5 cũng chưa thể vực dậy thị trường này, khiến nền kinh tế càng bị kéo tụt. Khảo sát cho thấy các chủ doanh nghiệp đang đối mặt với chi phí tăng cao do giá nguyên liệu, thép, nhôm, đồng và chi phí vận chuyển đi lên. Chỉ số theo dõi giá đầu vào vì thế cũng tăng mạnh nhất 2 năm. Chỉ số niềm tin của các hãng sản xuất trong 12 tháng tới đã xuống thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2019 do lo ngại cạnh tranh tăng cao và triển vọng kinh tế thiếu chắc chắn. Tháng trước, ngành sản xuất Trung Quốc cũng giảm quy mô tuyển dụng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!